Chào anh em nha, nay mình giới thiệu cho anh em đến anh em một cái thùng gãy phân. Gãy phân mình gắn vô máy cày nghe anh em. Đây, để em quay sơ lược cho anh em xem. Thùng này nó bằng inox nha anh em. Cái này chiều dài nó 1,8. Sơ lược cho anh em xem nha. Đây, giờ em bật cái thùng lên đó, mình đổ phân vô đây nè, rồi mình gà đồ nó quay cái đó nó gãy nghe anh em. Đây nó quay cái tăng này nha anh em. Cậu này mình mở ra cái cây này là mình mở ra là để gãy phân đó nha anh em. Đó. Thùng này gắn vô máy cày nha anh em nha. Đây cắt đăng đây. Nó quay nó trộn rồi nó gãy xuống. Anh em nào có nhu cầu gãy phân thì lấy cái thùng này về gãy. Đó, máng lên máy cày rồi mình kéo ra mình đi mình gãy nha anh em. Chiều dài của nó là 1,8 nha anh em. Thùng inox nha anh em. Cũng còn cực đẹp luôn nha anh em. Inox. Cái lưỡi này nó cũng bị nóng quá nè. Rồi anh em có nhu cầu gì liên hệ nha anh em. Gì mình để số điện thoại trên màn hình anh em liên hệ. Thùng gãy phân.